Các bạn thân mến, rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần video clip này. Chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng là khởi điểm của tình yêu có lẽ chính là bắt đầu bởi từ nỗi nhớ. Bởi một trái tim đang yêu là một trái tim đang nhớ. Một trái tim ngừng nhớ có lẽ chính là dấu hiệu của một trái tim đã ngừng yêu thương. Bởi vì tình yêu vốn dĩ bắt đầu từ nỗi nhớ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật lại một bài thơ vô cùng quen thuộc của nhà thơ Xuân Quỳnh. Bài thơ được mang tên là bài thơ Thuyền và Biển. Bài thơ như sau: Em sẽ kể anh nghe chuyện con thuyền và biển. Từ ngày nào chẳng biết thuyền nghe lời biển khơi, canh hải âu sóng biếc đưa thuyền đi muôn nơi. Lòng thuyền nhiều khát vọng và tình biển bao la, thuyền đi hoài không mỏi, biển vẫn xa còn xa. Những đêm trăng hiền từ, biển như cô gái nhỏ thầm thì gửi tâm tư quanh mạn thuyền sóng vỗ. Cũng có khi vô cớ biển ào ạt xô thuyền, vì tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ. Nếu từ xa thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió, nếu phải cách xa anh em chỉ còn bão vô. Các bạn thân mến, bài thơ này được Xuân Quỳnh viết vào tháng 4 năm 1963. Là một bài thơ chất chứa trong đó là biết bao nhiêu nỗi niềm yêu thương của một người con gái trong tình yêu. Khi bộc bạch, khi bày tỏ những tình cảm của mình với đối phương, chúng ta có thể cảm nhận được một thứ tình yêu nồng nàn, một thứ tình yêu xa xiết, một nỗi nhớ quặn thắt chiếm trọn trong trái tim của người phụ nữ này, của người con gái này. Và có lẽ bởi vì tình yêu là một điều kỳ diệu như vậy, thế nên không chỉ là trong thi phẩm này đâu ạ, mà còn rất nhiều những thi phẩm khác Xuân Quỳnh cũng viết về đề tài tình yêu bằng sự giản đơn của mình, bằng sự giản dị gần gũi và tiếng thơ gần gũi như hơi thở của mình. Trong đó vẫn chất chứa biết bao nhiêu là những âu lo thường trực, những âu lo của một người đàn bà muôn thuở. Chị hy vọng rằng là ngày hôm nay khi chị chia sẻ với các bạn về một bài thơ tưởng chừng như đã cũ, thế nhưng mà các bạn cũng có cơ hội thêm một lần nữa nhìn lại về những thứ quen thuộc mà chúng ta có vẻ như đã vô tình lãng quên, để hiểu hơn và trân trọng hơn về giá trị hiện tại. Các bạn ơi, hãy thường xuyên theo dõi kênh YouTube của Học Văn Chị Hiên, để chúng ta sẽ cập nhật thêm những cái bài giảng cũng như là những cái phần video clip cực kỳ thú vị nhé. Chúc cho các bạn sẽ có một ngày thật là vui vẻ và ngày càng yêu thích môn văn hơn, học môn văn tốt hơn và đạt được số điểm cao hơn các bạn nhé. Nếu như có thể thì hãy về ngay team chị Hiên cùng với những khóa học online và offline tại Hà Nội. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần video clip tiếp theo. Bye bye.